Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị, sau khi quân đội Nga bắt đầu các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine vào dạng sáng ngày 24 tháng 2, có nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến khả năng chiến đấu của các đơn vị thiết giáp Ukraine. Ukraine là quốc gia triển khai lực lượng xe tăng lớn nhất tại châu Âu với từ 800 đến 950 chiếc. Gần 90% trong số đó là biến thể của xe tăng T-64, trong đó ước tính có khoảng từ 720 đến 750 chiếc đang hoạt động. Trong khi Nga là quốc gia có lực lượng xe tăng lớn nhất trên thế giới và vừa hiện đại hơn, vừa đa dạng hơn với số lượng xe tăng để được kế thừa từ thời hậu Xô Viết đang được biên chế. Ukraine đã rất ưu tiên số lượng hơn chất lượng khi đầu tư vào chiến tranh bọc thép và các xe tăng của nước này rất ít được nâng cấp hoặc cải tiến. Bên cạnh đó, Ukraine còn bán đi một số lượng lớn những chiếc xe tăng của mình cho các quốc gia khác. Mặc dù Ukraine được thừa hưởng một trong những nhà máy sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới, nhưng nhà máy Malyshev chỉ hoạt động với công suất cầm chừng và phải vật lộn để chỉ hoàn thành vài chiếc xe tăng mỗi năm. Dù T72 thường được coi là hiệu quả hơn về mặt chi phí hoạt động, nhưng những chiếc xe tăng T64 lại được Ukraine giữ lại và coi là lực lượng chính của thiết giáp nước này. Bởi vì phần lớn dây chuyền nhà máy Malicep đã sản xuất ra T-64 và T-80, vì vậy sẽ dễ dàng trong việc nâng cấp và bảo dưỡng hơn. Hơn nữa, chi phí hoạt động của T-80 cao hơn nhiều, dẫn đến việc những chiếc xe này chỉ được cất giữ trong kho. Trong khi đó, sau khi Liên Xô tan giá, Nga vẫn có thể chế tạo ra xe tăng T-90, cũng như các loại xe tăng tiên tiến khác như T-80 và T-14 Amata. Ukraine thì không sản xuất được chiếc xe tăng nào khác kể từ thời Liên Xô. T-64 có từ giữa những năm 1960, với tất cả các biến thể trong biên chế của Ukraine đều là dẫn xuất của T-64B, được đưa vào trang bị lần đầu tiên vào năm 1976. Các cải tiến bao gồm tích hợp giáp phản ứng nổ Constabot Era và một số trang bị nhỏ bên ngoài. Lớp giáp của xe tăng T-64 Ukraine vẫn kém hơn so với lớp giáp cơ bản của các loại xe tăng của Nga như T80U, phiên bản T64BV tạo thành phần lớn ở các đơn vị xe tăng Ukraine với ước tính khoảng từ 630 đến 650 chiếc có trong biên chế. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu của xe tăng này được coi là đã lỗi thời trên chiến trường hiện đại. Một biến thể T64 có khả năng hơn đó là T64BM. Nó sử dụng động cơ 850 mã lực cải tiến, giúp bù lại trọng lượng, tăng thêm và cải thiện khả năng cơ động của T-64BV. Xe tăng được tích hợp giáp phản ứng nổ NIS, cũng như pháo 125 ly. Tuy nhiên, xe vẫn bị đánh giá là dưới mức trung bình đối với xe tăng hiện đại. Một cải tiến hơn nữa là phiên bản T-64B12, sử dụng động cơ 1.000 mã lực mạnh hơn và đáng chú ý được gọi là trang bị các ống ngắm nhiệt một tính năng từng được sử dụng trong thời kỳ Liên Xô trên xe T-80UK và trên tất cả các xe tăng tiền tuyến của Nga, nhưng mới chỉ được Ukraine tích hợp vào xe tăng từ năm 2020. Phần còn lại của các đơn vị thiết giáp Ukraine được hình thành từ khoảng từ 100 đến 120 xe tăng T-72AV. Ukraine là một trong những nước cuối cùng còn sót lại khai thác các dẫn xuất của dòng xe tăng T-72A từ những năm 1970 vốn đã bị coi là lỗi thời khi cuộc chiến tranh lành kết thúc. Một giải pháp thay thế của Ukraine là vận hành xe tăng T-80 thay vì để chúng trong kho. T-80UD là một trong những loại có năng lực nhất của Liên Xô, được sản xuất tại Malaysia và sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với thiết giáp của Nga hơn bất cứ thứ gì hiện có trong kho của Ukraine. Tuy nhiên, chi phí hoạt động cao của T-80UD đã khiến cho quân đội Ukraine chọn đặt các phương tiện này trong tình trạng dự bị và thay vào đó là trang bị số lượng lớn xe tăng T-64 có chi phí hoạt động rẻ hơn. Ukraine cũng hạn chế nâng cấp T-64 của mình lên tiêu chuẩn T-64B-12 với số lượng lớn. Hơn nữa, Ukraine cũng thiếu đầu tư vào việc phát triển các loại đạn xuyên giáp hiện đại tương thích với thiết kế của T-64, đồng nghĩa với việc thiếu khả năng tấn công các loại giáp hiện đại của Nga. Do lợi thế vì hiệu suất rất áp đảo nên thiết giáp Nga gặp ít thách thức trong việc chiến đấu khi đối đầu với xe tăng Ukraine, đồng thời điều này cũng tác động rất lớn lên tinh thần chiến đấu của binh lính Ukraine và khiến họ thiếu tin tưởng vào những vũ khí của mình và phải bỏ mặc phương tiện chiến đấu để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chiến thuật của Nga trong cuộc tấn công vào Ukraine được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Chuyên gia người Romani Valentin Vasilescu cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Polis theo theo Vasilescu, cựu phi công của lực lượng không quân Romani. Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự do Nga phát động chủ yếu tập trung vào việc giành ưu thế trên không. Giai đoạn này bắt đầu với sự can thiệp dữ dội vào mạng lưới radar và phòng không Ukraine. Màn hình của mọi radar chuyển sang màu trắng dưới sự hậu quả của những biện pháp chế áp điện tử. Không thể thu thập thông tin, các radar của Ukraine trở nên vô dụng, không thể phát hiện các mục tiêu, sau đó chúng bị các tên lửa phóng đi từ chiến đấu cơ tiêu diệt. Một điều tương tự cũng xảy ra với các trung tâm kiểm soát hàng không của Ukraine, nhưng chúng còn bị oanh kích thêm bởi hỏa lực pháo binh cũng như những tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Trên thực tế, từ 9 giờ sáng ngày 24 tháng 2 theo giờ Moscow, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã thông báo về việc áp chế các hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra còn có tuyên bố về việc máy bay không người lái tấn công của Ukraine bị bắn hạ. Theo ông Vasilyaku, đây là điểm mấu chốt của giai đoạn thứ nhất trong chiến dịch quân sự. Các UAV Berata TB2 là mục tiêu chính của Nga trong những hoạt động ban đầu. Việc hoàn thành giai đoạn đầu tiên được đánh dấu bằng việc quân đội Nga tiếp tục sử dụng vũ khí chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Nó gây tê liệt năng lực chỉ huy cũng như hậu cần về kỹ thuật. Đồng thời tất cả các kho đạn của những sân bay chính, nơi đặt máy bay chiến đấu, cũng như những địa điểm phóng dự phòng, nơi chúng có thể sơ tán tới đều đã trở thành những mục tiêu bị oanh kích. Ngoài ra, như ông Vasilescu dự đoán máy bay chiến đấu Nga đồng thời chiếm ưu thế trên không, nó làm chủ bầu trời để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra, kể cả quân đội của nước ngoài. Tại một số khu vực quan trọng trên không phận Ukraine, từ 6 đến 8 máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga liên tục tuần tra bảo đảm chắc chắn để làm chủ bầu trời. Ông Vasilescu tin rằng bước tiếp theo sau khi giành được ưu thế trên không là đổ bộ bộ binh trên quy mô lớn, Cựu phi công Romani cho rằng nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là bảo vệ các quân đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại Donbass. Ta dự đoán đây chính là giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến. Hiệu quả của chiến dịch do quân đội Nga tiến hành cũng như thương vong có thể giảm thiểu hay không phụ thuộc vào phần lớn vào việc họ làm mềm được quân đội Ukraine hay chưa. Tuy nhiên, theo đánh giá tình báo phương Tây, hiệu quả của giai đoạn hỏa lực dọn bãi của Nga là khá hạn chế do lượng vũ khí với độ chính xác cao mà moscow sở hữu không nhiều do vậy những trận chiến quyết liệt vẫn còn tại phía trước